Ok, hôm nay Thường sẽ cho anh em thấy sức mạnh của Thiên Vương Chùy tại phiên bản Kiếm Đế Mobile. Anh em thấy hôm nay tôi sẽ cầm con Thiên Vương Chùy này của tôi lao vào đám đông của bên bang F1 để tôi quẩy nha anh em. Anh em xem đây này. Trước khi tôi chết thì tôi cũng phải làm mấy thằng chết theo anh em ạ. Anh em thấy là bên F1 đang tập trung để ăn boss Hỏa Kỳ Lân. Rồi tôi lướt vô. Ui rồi, khi tôi lướt vô vào tôi đập ngay, gặp ngay thằng Minh Giáo Kiếm anh em ạ. Nó bút cho cái càn khôn đại la gì rồi, ui giời ơi anh em ơi, hết bất tử luôn, lại còn thêm cả đoàn thị chỉ rồi anh em, một pha combat tập chết hai thằng anh em ạ. Rồi để tôi lao vào đám đông anh em ạ, mấy cái thằng tép diêu này để tôi đập cho nó chết bớt đi đã. Ấy à, đau quá à anh em ơi. Rồi để tôi nhảy vào đây nhá anh em. Nói chung là bên bang tôi hiện tại đang bỏ cuộc rồi anh em ơi, sức mạnh của bên bang F1 nó kinh khủng quá anh em ạ, nên là rất khó đánh anh em ơi. Đây, có xuất hiện của cao thủ Marathon CT ở đây. Rồi anh em thấy một pha đập chùy hai thằng ngã ngựa rồi. Vô rank à, vô rank tiểu tốt, ở đây tôi đập hết anh em ạ. Để tôi đi bóp vào này hồi sinh cái anh em này. Một bình thường cân hết anh em này. Chơi game là chúng ta phải tự tin. Cảm giác là một mình cân hết cả bầu trời anh em ạ. Chơi game như thế nó mới gọi là game thủ anh em ơi. Đánh thì chưa léo gì mà đánh đã run run rồi không thấy lên nữa thì chơi bời gì. Phải lì đồ anh em ạ. Mang tiếng là cái thường dâm vô địch nên chúng ta phải đánh cho nó vô địch thiên hạ chứ anh em. Đánh cho đối thủ nó phải khiếp sợ chứ anh em. Đó anh em ạ, không bỏ cuộc anh em này. Đấy anh em thấy chưa, thường dâm đánh không bao bỏ cuộc anh em ạ. Khô máu luôn. Mấy bọn bạc tôi đánh tí nó bỏ cuộc rồi, vất hỏng. Quá trình độ quá kém anh em ạ. Má đánh cái băng rồng nó tạm bị đẩy ra thôi. Ôi rồi, tôi đang lại lao vào đám đông anh em ơi. Đối thủ đang tung những skill rất khó chịu anh em ạ. Rồi 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 rồi. Rồi chưa tập chết ai cả anh em ơi. Cho nó ăn được boss Hỏa Kỳ Lân này thì nó phải cực khổ đối với tôi chứ anh em, đúng không? Phải quấy đảo đây anh em ạ. Bọn này rất là bất dạy anh em ơi, đánh cho nó bớt bất dạy đi. Đánh cho nó bớt mõm anh em ạ. Game này chơi rất là nhiều mõm anh em ạ. Thực sự luôn anh em. Từ mõm lớn cho đến mõm bé. À thằng Marathon CT, thằng mõm này nhất này này. Xong đến thằng Harry Potter anh em ạ. Rồi à, xong rồi đến chú bé đần Long Ma Cao. Ôi trời ơi, toàn mõm thôi. Đánh cho nó bớt mõm nào anh em. Dăm ba bọn tiểu tốt này đánh cho nó bớt mõm này. Rồi anh em thấy con boss Hỏa Kỳ Lân đang một mình chống chịu bao nhiêu skill của bên các nhân sĩ thả vào. Rồi anh em thấy thần chùy đang rất lì đòn anh em ơi. Thường dâm vô địch mà anh em. Đánh cho nó nổi tiếng luôn, thường dâm vô địch luôn chứ anh em. Nỗi khiếp sợ của các dân chơi ở bên F1. Rồi anh em một pha đập chết túi bụi rồi. Để tôi đập chết thằng Marathon mõm này. Đấy rồi anh em thấy rồi, Marathon mõm tôi đập cho lát lát người ngay. Rồi Thiên Vương Chùy của chúng ta đang cho thấy nói chung là sự tanh cơ, nói chung là đè bẹp các dân chơi ở bên F1 này. Đập chết cha cho nó này anh em. Chơi game là phải đập chết cha cho nó anh em. Mấy bọn này gáy rất to anh em ạ, mấy bọn này gáy rất to. Thế là mình phải gáy mạnh lên. Tuy rằng mình chỉ có một mình thôi nhưng mà đánh cho nó phải nhớ tên thường dâm vô địch. Đánh cho nó phải gặp thường dâm vô địch thì phải chạy tóe bò té khói chứ anh em đúng không? Đánh như bao giờ hết hồi sinh thì thôi, dừng. Cho qua chúng nó tốn hồi sinh nhiều lên như ai cho chúng nó dễ ăn được con boss này. Boss này là boss chung. Bên nào lì là bên ăn thôi. Bên nào lì là bên ăn thôi, đéo nói nhiều. Đập hết. Đập hết này anh em. Đập cho nó túi bụi luôn. Đập hết nào. Má con đàn thị chỉ này rất là lì đòn. Đánh cho nó hết lì đòn này anh em. Rồi, má nó đồng quá anh em ơi, bên nó đồng quá. Hôm nay ba tôi ôn này ít quá anh em ơi, tầm này anh em mới đi làm đéo gì.
Yêu thường đẹp trai của tôi em vẫn luôn bên anh à? Đập cho đến túi bụi và em vẫn luôn bên anh à? Má nó đánh hết ba la nha, mẹ có bình giáo kiếm nó đánh hết ba la. Sao nó bút tí cản khôn đại la di vào, mẹ mất mẹ bất tử. Cay thật. Ấy em thấy sức mạnh của mình giáo kiếm nó đam thì nói chung là đam nó tầm trung thôi. Nhưng mà được cái nó khống chế cho bang rất tốt. Rồi anh em ơi, pha bị anh hành sắp L đối với tí làm cái tiêu đề Thiên Môn Trì cân cả bang F1 cho nên nó lẻ. Đấy, hiện tại như thế này là tôi đang cân cả bang F1 rồi. Một mình tôi đang đứng giữa đội hình đám đông, mẹ một tôi đập cho nó túi bụi luôn. Mà tôi nó bỏ cuộc sớm quá anh em. Nó bỏ cuộc sớm quá. Má rồi tôi chịu rồi. Kiểu này hành sắp vào lời anh em. Nó đập cho túi bụi anh em ạ. Không thôi, không chơi được nữa rồi anh em ơi. Thôi, mình xin phép kết thúc clip ở đây anh em ơi. Anh em sắp vào lời anh em ạ. Ok bye anh em nhá.